Chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại kênh YouTube của Phương nhé. Hôm nay thì em đang được xuất ở đây là mấy đàn nhỉ? 3 đàn, có 2 con lắm mồm thì em thả ra thôi. Đấy, mọi người không biết là em đeo mic rồi, mọi người có nghe thấy tiếng bọn nó sủa không? Thề luôn, cái đàn này dã man luôn đấy mọi người. Nó thấy bạn nó được ra, nó không được ra, nó ý kiến ngay đấy. Đấy thì ở đây em đang có 3 đàn nha mọi người nhá. 3 bé màu mơ này, một đàn này. Đây, giờ hôm nay toàn các siêu phẩm luôn cho mọi người xem. Giờ đại diện đơn đàn này có 3 bé. Đại diện 2 bé, bạn này size mini to nhá, chân rất là ngắn và lùn. Đây phải để xuống chắc mọi người mới thấy được cái độ đẹp của chân này. Chân vuông dã man. Nào, hợp tác nào, hợp tác nào. Chân đâu? Lông dày nhỉ? Xinh ơi, xinh. Đấy. Đây là đàn đầu tiên này. Hai bé trắng này là một đàn này size tiny nhé mọi người nhá. Bây giờ tầm này cũng là trưa, khá là nắng nóng rồi nên bọn nó đang ngủ rồi mọi người ạ. Trắng tinh luôn. Tinh nhỉ? Chưa qua cắt tỉa luôn. Đấy. Không biết mọi người có nhìn rõ mặt hai em ấy không, tại vì nó đang bị hơi bị lông một chút, nhưng mà lông siêu dày luôn này. Con này mặt xinh nhỉ? Con này mặt xinh lắm man luôn. Size tiny. Với cả đây. Bò sữa với cả đen. Với cả bò xám. Giật cả mình. Đinh đá, đinh đá. Làm mình giật mình luôn. Đây. Bò nó có một màu luôn. Đàn này bố bò sữa, mẹ bò sữa đấy mọi người ạ. Mà ra này, được đúng một con bò sữa, một con đen với cả một con màu màu xám. Thì mọi người thường hỏi em là làm thế nào để mình có thể chọn được một bé cún ưng ý ấy. Thì đầu tiên cái vấn đề mà để chọn được một bé cún ưng ý thì cái vấn đề quan trọng nhất là mọi người cần phải tìm được các cái địa chỉ uy tín. Người ta bán các bé cún thì phải được các bé cún có sức khỏe, khỏe mạnh thì mình mới có thể nuôi. Hai con này nó sủa không nghe gì luôn đấy. Nó nào nhỉ? Tức là các bé cún cần phải tìm được cái địa chỉ nuôi các bé cún uy tín thì các bé cún mới có thể được tiêm phòng vaccine và mới khỏe mạnh được. Thì về mọi người nuôi, mọi người mới yên tâm và chăm sóc các bé cún sẽ dễ hơn. Thứ hai là mình nên xác định cái mục tiêu mình nuôi các bé cún là gì. Tức là mình chỉ nuôi chơi thôi hay là mình muốn nuôi sinh sản, hoặc là mình muốn đem tặng. Bởi vì là nếu mà mọi người nuôi chơi thôi thì mọi người có thể nuôi các bé cún đực. Mình không có nhu cầu cho nuôi sinh sản thì cho nuôi cún đực. Các bé cún đực thì thường là sẽ sinh và các bé sẽ không bị trải qua cái thời kỳ là sa lơ, nhưng mà nó cũng sẽ có cái nhược điểm là các bé sẽ hay kiểu đi tè đấy, đi tè gách chân sau khi mà đã lớn đấy. Nhưng mà các bé cún đực thì sẽ không phải trải qua cái giai đoạn sinh sản nên nó rất là sạch. Còn nếu như chị đã nuôi muốn nuôi sinh sản ấy thì chắc chắn là sẽ phải chọn bé cái rồi. Nhưng mà chọn những bé cái như thế nào để nuôi sinh sản tốt thì thường là sẽ những bé cái size to như thế này nhé mọi người nhé. Những bé cái size tiny to như thế này, to và dài người hơn thì các bé sẽ sinh sản tốt hơn. Đấy là những chị nào mà xác định là mình chỉ nuôi để nuôi cho sinh sản để ra kinh tế thôi thì mình cũng sẽ nên chọn những cái bé cái to như thế này thì bé sẽ đẻ được nhiều hơn và con ra cũng sẽ khỏe mạnh hơn nhé. Đó. Còn nếu mà nuôi chơi thôi thì mọi người có thể chọn size bé, size to, đấy là tùy cái sở thích của mọi người. Còn cái yếu tố thứ ba để mình lựa chọn được một bé cún ưng ý là mình cần phải tìm hiểu trước xem là cái dòng chó mình sắp nuôi có những cái màu sắc khuôn mặt như thế nào. Ví dụ như dòng chó poodle này có rất là nhiều màu, như cả màu vàng mơ này, màu trắng tinh này, bó sữa này, nâu đỏ này, xám này, đen tuyền này. Đấy, rất là nhiều màu luôn mọi người ạ. Màu chó poodle có thể nói là một trong những cái dòng chó mà nhiều màu nhất, nhiều màu tự nhiên nhất luôn. Đó. Thì mình cứ tham khảo, mình xem hết tất cả các màu xem là mình thực sự thích cái màu như thế nào và ưu nhược điểm của từng màu nó như thế nào. Đó, như nhà em ấy, khi mà các anh chị mà gọi điện đến ấy, thì thường là em sẽ tư vấn cho các anh chị là nuôi màu, các anh chị thích màu như nào, nuôi màu như này thì nó sẽ có ưu nhược điểm gì để các anh chị có thể dễ dàng hình dung, để tránh cái trường hợp là sau này mình đang nuôi bé cún mà tự nhiên mình phát hiện ra những cái chuyện làm cho mình khó chịu khi mà mình nuôi bé cún ấy, thì mọi người sẽ không bị bỡ ngỡ bởi những cái chuyện như thế nữa. Nó thực ra thì nuôi bọn này rất là yêu các anh chị làm. Nói chuyện như cãi nhau bọn nó khá là cổ. Các
anh chị mà nuôi cún thì thường là mình rất là yêu các bé cún luôn, mình cũng không bao giờ bảo là có chuyện khó chịu với bọn nó đâu. Nhưng mà em cứ đề phòng chứ, đấy thường là em sẽ nói rõ hết cho khách hàng là nuôi bé cún này thì màu như này sẽ như này kia. Còn những bên khác thì như nào thì em không biết, nhưng mà đấy là đối với bên em cũng muốn là bao giờ các anh chị có thể đón được những bé cún mà vừa ý mình nhất. Tránh cái trường hợp là mình nuôi lâu dài rồi nhưng mà mình lúc ấy mình không thích bé, không thích màu của bé cún, hoặc không thích khuôn mặt của bé, mình thích bé khác mà mình nuôi lâu dài mình không nỡ bỏ ấy. Đó. Thì mọi người yêu thích các bé cún ấy thì liên hệ các số là bên em sẽ tư vấn hết nhá, và để lại phần comment xuống bên dưới để em tư vấn cho mọi người nhá. Rồi.